Hello, hello, xin chào các bạn buổi sáng. Thì bây giờ mình đi lựa 4 cây bông trang cẩm thạch để giao cho một vị khách ở quận 12. Quận 12 đây các bạn. Thì chú đặt hàng mình 4 cây bông trang cẩm thạch. Mình sẽ chọn cho chú 4 cây. Các bạn xem chọn giúp mình nha. Thì hiện tại ở đây mình còn được vỏn vẹn vài cây bông trang cẩm thạch. Mình sẽ chọn 4 cây cho chú. Bạn nào có muốn sở hữu một cây bông trang cẩm thạch thì hãy nhanh tay comment bên dưới giúp mình. Tại vì số lượng có hạn, mình chỉ còn bao nhiêu cây đây là đã hết hàng rồi đó các bạn. Mình chọn cây này cho chú một cây. Sẽ để lên đây. Tiếp theo cây thứ hai, mình chọn cây này cho chú. Hai cây. Cây thứ ba, mình chọn cây này cho chú. Ba cây. Thì mấy cái xanh xanh này là các bạn biết là cái gì không? Là mình để phân khô để dưỡng cho cây. Cây thứ tư, mình chọn cây cây này cho chú. Mình chọn cái cây nào đẹp, lá xanh tươi, chỗ là chồi non đây, và còn những cây còn lại mình sẽ sắp gom lại ở đây để cho các bạn xem. Và ai có muốn sở hữu một cây thì hãy comment bên dưới giúp mình. Có một con ốc to thế. Rồi, thế là mình đã chọn xong 4 cây bông trang cẩm thạch cho chú ở quận 12, là chú Dũng ở quận 12. Đây, mình kết thúc video ở đây. Mình chúc tất cả các bạn có một ngày làm việc thật là vui vẻ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.